Ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang có hai cái máy cũ thôi, test dùm cho hai cái bác ở trên nhóm của mình ấy. Tuy nhiên thì nó không phải là LG đâu, nó là một cái con VinSmart và một con iPhone. Hai lĩnh vực này thì em cũng không chuyên nghiệp cho lắm bằng LG, nhưng mà thôi cứ test đại cho các bác ấy thôi. Đó. Đây là cái con VinSmart Iris này. Đó. Đây đóng khá là kỹ, còn nguyên hộp cơ mà. Rồi, các bạn có thể thấy này. Con này có 8GB. Cái này đây, phiên bản 8GB RAM à? Nguyên nhỉ? 8GB, 128GB ROM, 2 SIM. Rồi, ok, úi giời, trong vẫn còn. Trên này có gì? Trên này có sách hướng dẫn này các bác. Sách này, hướng dẫn này. Trong này có gì không? À, trong này có một cái ốp. Còn rất là mới luôn, hình như bác ấy không sử dụng thì phải. Còn rất là mới luôn. Rồi, bỏ qua một bên. Rồi, đây là cái hộp này. Sạc này. Sạc của con pin này nó có cả sạc nhanh 3.0 luôn các bạn. Đó, các bạn để đây này. Rồi, nhìn cục sạc cầm rất đầm tay, chất liệu nhám nhám, cũng giống như kiểu của V50 ấy, khá là ngon. Đây, cái dây này thì em thấy bình thường thôi, từ A sang C. Dây nó cũng khá giống với dây của LG các bạn. Rồi, đây là cái máy. Có nghĩa là bác phải bọc tất cả kỹ đi. Cái này nó có ra đặc hiệu, không sao đâu. À, ok, đã xong một con Vin. Để đây, đây là con Vin. Còn em thấy nhìn qua qua còn rất mới các bạn. Đây, em có thể cho các bác xem cho gần gần lại chút nhá. À, đây là con Vin này. Em thấy rất là mới luôn. Như cái lỗ 3.5 này chưa xước thế nào, cái lỗ cắm sạc cũng chưa xước thế nào. Tuy nhiên thì có một vết cấn ở đây này, đây vết cấn này. Đó, vết cấn này chắc cái làm va đập hoặc là rơi vào dưới đó, khá là sâu đó. Đây này, nhìn thấy không nhỉ? Rồi đó, có một vết cấn nữa này. Rồi, vân tay này, cái vân tay giống của Sony các bạn. Đó, cái sim cạnh trên. Cạnh trên này thì chưa thấy xước cái gì cả. Rồi, về tổng quan thì về cái ngoại hình ấy, thì con này bị một vết cấn ở chỗ góc phải này thôi, góc dưới phải. Kính cam đây nào. Em sẽ lấy cái gì em lau đi. Đây. Kính cam nó rất quan trọng, cho nên mình phải soi nó kỹ một chút. Đây, các bạn có thể thấy này. Kính cam thì gần như là chưa xước một chút nào luôn ấy. Em thấy có một vết nhỏ xíu ở chỗ này thôi, hay chỗ cái móng tay em này này. Nhưng mà qua cái ống kính của điện thoại có thể, ống kính của camera thì có thể không nhìn thấy, nhưng mà mắt thường có thể nhìn thấy một vết chấm thôi. Nhưng mà em thấy là cái vết chấm đấy ok, không quan trọng, nó sẽ không ảnh hưởng đến đâu, nhỏ xíu thôi chỗ này. Đây, nghiêng ở ngoài kính thôi nhé. Rồi, ok, mặt lưng còn rất là mới luôn. Rồi, em sẽ bật nguồn lên và em sẽ test phần kia nữa nhé. Có hết pin à? À không có. Đây, pin smart tay thọ các bạn. Thực ra thì đây là lần thứ hai em cầm với con VinSmart, thì em thấy con này cái thiết kế của nó cũng rất là ổn đấy, chứ không đến nỗi mà kém nó đâu. Đây, xem cái màn hình của nó, xem xước cho các bạn nhé. Màn hình thì chưa dán cái gì các bạn. Em sẽ tắt đi để em nhìn cái vết xước ấy. Soi
soi vào nghiêng cái ánh điện đấy các bác, sẽ các bác sẽ nhìn thấy vết xước ngay. Nhưng cái màn hình này gần như là chưa xước, có mấy cái vết răm răm nhỏ nhỏ xíu xíu này, nói chung là không đáng tính. Ok, cái màn hình này rất là đẹp, chưa xước. Chân đập một tí xem nào. Cái gì đó? Ở cái clip có thể sẽ rất là lâu, tại vì em test cả hai con rồi các bạn. Cho nên các bác nếu muốn theo dõi thì các bác chịu khó một chút nhé. Mấy cái này thì thôi bỏ qua đây. Rồi, em sẽ trước không quan tâm đến con này nữa, thì một tí nữa sẽ test sâu nó hơn. Em sẽ tiếp tục bóc hộp cái con iPhone này, để con Vsmart sang một bên nữa nhé, không xước mất. Đây là cái con iPhone. Toàn mặt hàng có giá trị mà. Bác thấy em không? Chắc chắn cũng đúng thôi. Ây da, trời ơi, cho hẳn vào cái hộp thôi. Cho hẳn vào cái hộp nhựa luôn. Ghê thật. Rồi, ok các bác. Thì đây là cái toàn bộ cái trong bọc của cái con iPhone. Con này như 8 lock thì phải. Thì đây là một cái củ sạc. Thì cái củ sạc này gọi là củ sạc Bisơn. Giờ mới nghe nói các bạn, giờ mới biết nó. Có dòng ra là 5V 2,4A. Bạn nhìn cái củ sạc này thì không đến nỗi lởm, nhưng mà nó vẫn là của hàng tàu thôi, không tên tuổi. Còn cái dây này thì cái dây khá to và cũng khá là mềm. Cái dây thì cũng có Bisơn luôn các bạn. Đó, dây của Bisơn luôn. Không biết bác nào dùng cái hãng này rồi thì không biết thế nào, chứ em chưa dùng hãng này nên cũng chả biết nó tốt hay nó xấu như kiểu như nào đâu, nhưng mà thấy nó cũng ổn, nó không đến nỗi mà nó lởm quá các bác, thấy được. Rồi. Rồi, ra rồi, ra rồi, ra rồi, ra rồi. Thì đây là một cái con iPhone 8 đang được bọc trong cái ốp thì khá là cũ rồi, có dán cường lực các bác nhé. Thì đây, cái dán cường lực này thì em nghĩ nó chỉ xước, nó chỉ vỡ ở ngoài thôi. Cái này thì cái này tí sẽ hỏi lại cái bác này để xem là có được bóc ra không. Như ở đây này em thấy cũng có vết xước. Đây các bác thấy không? Có vết xước. Em thấy như nó ở bên trong ấy. Vết xước này chắc chắn cái tấm này có phải bóc ra thôi. Tại vì thế mới biết được cái màn nó xước nhiều chưa. Đây. Còn cái con iPhone này thì đây các bác nhìn thấy này. Để em cho gần gần lại chút xíu nhé. Đây các bác thấy này. Cái cạnh về của nó đã nó kiểu nó đốm, nó bị bong sơn ấy. Bong sơn rất là nhiều rồi. Đây này, đó, các bác nhìn thấy không? Đây là hậu quả của cái việc mà các bác dùng ốp ấy, dùng ốp lâu ngày mà các bác không tháo nó ra ấy. Cái việc dùng ốp lâu ngày mà không tháo ra rất là nguy hiểm các bạn, nó sẽ gây ra tình trạng này này. Đó. Thế cho nên em ngày nào ốp của em ngày nào em phải tháo ra em vệ sinh một lần. Cứ đi làm về là tối lại mang ra vệ sinh một lần. Đó. Xước này thì đây là xước luôn. Không bị cấn nhưng mà bị xước khá là lớn ở chỗ này. Đó các bác thấy không? Đó xước nhá. Chỗ phím nguồn đây này. Đó. Cái mặt lưng đây. Cho lau cái mặt lưng đi. Đây cái mặt lưng thì đây, các bác thấy này. Cái mặt lưng thì được cái là nó bằng kính cho nên là nó cũng chỉ là xước răm thôi, nhưng mà kiểu dùng lâu ngày rồi nó vẫn có những xước, có những vết đốm đốm kiểu này. Đây các bác thấy không? Chung mặt lưng thì ổn thôi chứ không không thể nói là đẹp được, nó phải nói là khá là xấu rồi bằng kính, cho nên là thế thôi. Còn cái này tí nữa em sẽ nói với các bác là bóc cái tấm này ra xem là màn hình nó xấu đẹp cỡ nào nhá. Rồi bóc luôn đi, rồi xin phép. Cái này cái miếng này nó cũng không đáng giá trị bao nhiêu đâu mà bóc ra.
Ở đó bóc vỡ luôn các bạn. Đó. Thôi, mình xin một tấm tấm kính này. Để mình biết được xem là cái màn hình nó đã xước nhiều chưa. Tại vì cái kính kia nó cũng vỡ vỡ rồi, dùng nó cũng xấu rồi. Cái kính này mua ngoài thị trường 30-40 nghìn đúng không? Rồi, đây các bác. Thì đây, sẽ nhìn cho các bác biết là cái mặt kính của con iPhone 8 này. Em chưa biết nó là iPhone mấy, tại vì dùng bật nó lên á, mà thấy bác bảo là iPhone 8 không liên quan rồi. À, nó lên rồi. Đây các bác thấy này, cái độ xước của nó này, chỗ phần nút home này xước khá là nhiều đó. Đây không phải là xước dầm nữa rồi mà xước tè leng. Nó không biết to nhưng mà nó xước quá nhiều rồi. Đây các bác thấy này, đấy xước khá là nhiều. Cái này thì chỉ có dán cái dạng cường lực UV ấy thì nó mới hết được, nhìn hết được thôi, đỡ đi thôi. Hoặc là dán cường như vừa rồi cũng được, nhưng mà nó cũng hay thời gian cái cường lực kia cũng được, nó cũng hết mà. Đây góc này này đó, thì nói chung là cái con đây là cái cạnh dưới này, còn nguyên cái tem này. Chả biết tem này cũ hay mới nhưng mà nó còn nguyên tem. Đây, xước chỗ lỗ loa này. Lỗ loa này. Đó. Đây. Nói chung là cái con này thì ngoại hình là gọi là ổn đó, chứ không không thể nói nó đã đẹp được. Nó xước khá là nhiều rồi. Đó, nó xước khá là nhiều rồi. Nhưng mà cái này sẽ test màn hình được các thứ và sẽ trao đổi lại sau nhé. Tại vì bây giờ chỉ test cái ngoại hình nữa thôi. Rồi, ok. Thì đây là con iPhone 8. Mình sẽ kiểm tra cái thông tin của nó xem thế nào. Cái đặc trưng này, và phần giới thiệu này. Đây các bác có thể thấy phần số series máy này. Em đã kiểm tra nó trên cái trang chủ của Apple rồi đây. Đây các bác có thể thấy này. Đó. Các bác có thể nhớ được cái số em đã tra đây rồi. Thì con này hết bảo hành rồi nhé. Ok. Tiếp theo là cái số máy này. Các bác ấn vào đây. Thì đây, nó có cái mã là A1905. Đây, các bác có thể nhớ nhé. A1905 thì các bác có thể tháo cái tay SIM này ra. Các bác sẽ thấy được cái số A1905 nó nằm ở đây. Em sẽ dùng cái điện thoại em soi cho nó sáng nhé. Trước tiên là nó sẽ có một cái dòng đây, có nhìn thấy không? Đó, Assemble in China này. Rồi, ok. Tiếp theo là các bác có thể thấy được cái chữ A1905 nó nằm ở đây. Có thể là hơi khó lấy nét nhưng mà các bác có thể nằm ở đây. Đó, A1905 này. Rồi. Tiếp theo các bác có thể nhìn được luôn cái quy tím nữa. Đây các bác nhìn này. Cái quy tím ở phần đó, cái phần màu trắng đấy đó. Thì hiện tại nó đang màu trắng thì ok. Nếu như mà cái phần đó nó chuyển sang màu đỏ thì là sẽ máy này có thể bị ẩm hoặc bị vỡ nước rồi nhá. Còn máy này thì đang màu trắng, ok. Rồi, em lắp lại cái SIM. Thì vừa giờ em cũng có lắp SIM rồi đấy, nó cũng nhận sóng bình thường, nghe gọi bình thường. Tại vì con máy này là con máy nóc các bạn. Cho nên là em sẽ không thể nào mà đặt lại ở cái dòng thứ hai này được. Tại vì khi mà đặt lại ở cái dòng thứ hai này thì nó có thể nó bị mất mạng hoặc vấn đề gì đó, thì tốt nhất là không làm. Thì bác ấy bảo là con máy này có máy lắp rồi mà. Rồi, gọi 90 phát xem nào. Đây, test luôn cái độ nảy của các phím luôn này. Chức năng các phím ok, còn rung này, ok luôn. Đang đợi nó vào mạng nè các bạn, hơi lâu. Hơi lâu nhỉ.
Chưa nhận mạng. Đó, các bác thấy này, loa thoại ok này, vui lòng bấm phím 1 loa ngoài này để kiểm tra tài khoản, thấy ok bấm này. phím 2 em sẽ thử cái chức năng ghi âm xem là cái mic của nó hoạt động bình thường không nhé. Ghi âm này, alo 1 2 3 4, alo alo 1 2 3 4, alo. Rồi ok, cái mic dưới ok này, quay một đoạn phim xem là cái mic trên nó thế nào. Nhân tiện em sẽ bật cái flash lên để em quay luôn xem nó thế nào nhé. Xem đèn test đèn flash luôn. Không chưa bật các bạn. Bật rồi. Ok, có đèn flash nha các bác. Có đèn flash này. Đó. Và em đang ghi âm bằng cái, có thể nó sẽ ghi âm bằng cái mic ở chỗ này. Đó, thế này. Thế thôi. Nghe lại xem thế nào. Rồi, ok các bác. Sao luôn đi. Rồi. Nói chung là mic này, loa thoại, loa ngoài ok. Tiếp theo sẽ test kỹ hơn về cái phần pin. Đây, thì các bác vào cái phần pin thôi. Các bác vào cái tình trạng pin này. Đó, các bác thấy này, cái con máy này pin là 100%. Nhưng mà các bác thấy đấy, cái ngoại hình của nó như lúc đầu video em thấy là nó đã rất là xuất sắc rồi. Đó, cho nên là em nghĩ là cái pin này đã bị thay rồi. Và các bác kiểm tra kỹ vào. Thì em sẽ lấy một cái đèn pin để soi vào cái, chờ các bác chờ em xíu. Đây, em soi vào cái không cần đèn pin đâu. Đây các bác có thể này, những cái gioăng. Tại vì bọn iPhone nó làm ấy, giữa cái lớp kính và cái lớp khung viền nó có một cái lớp gioăng bằng nhựa. Đây này. Đây. Đây các bác nhìn thấy kia không? Đó. Thì đây, đây là cái mặt lưng. Thì như em nhìn ấy, thì cái mặt lưng là cái phần gioăng nhựa này nó vẫn còn rất là đều, rất là khít. Đây. Đây. Góc này vẫn còn rất là ổn. Đó, rất là ổn. Đó. Cho các bác xem bốn góc luôn. Đó. À, tuy nhiên ấy, em nhìn thấy cái mặt kính trước của nó ấy. Đây này, các bác có nhìn thấy này. Đây này, cái phần gương trước của nó này. Nó cũng y chang như gương sau thôi, nhưng mà các bác có thể thấy này, cái phần góc này này. Đó, nó có một vết hở. Nó có vết hở rất là, nó nhìn rõ luôn ấy. Đây này này. Đó, các bác nhìn thấy hở không? Đó. Nói chung là bốn cái góc này em thấy đều hở. Đây. Đây cũng rất là hở này. Thấy, và em sẽ thử nhấn xem. Đây này, các bác có thể nhìn này. Đâu nhỉ? Đây. Đây, các bác nhìn thấy này. Cho nhìn rõ thì đây. Đây, các bác nhìn thấy này. Đó, có thấy không? À, em nhấn nó có hiện tượng cập kênh này. Đó, thì em nghĩ là cái con máy này đã được thay pin rồi. Tại vì thứ nhất là chỉ cần nhìn cái số lượt sạc, quên cái tình trạng pin ấy, 100% mà máy cũ như này là thấy hơi vô lý rồi. À, tiếp theo em sẽ kiểm tra cái phần áp suất xem thế nào. Em nghĩ thay pin rồi thì áp suất nó cũng mất thôi. Em có tải cái phần mềm áp kết số về đây. Đó. Các bạn chờ một tí. 9904. À, ấn này, bóp này. À, nó không nhảy luôn. Nó không nhảy này rồi thì khỏi cần phải mút cái lỗ mic hay là mút cái khay xin bằng cái gì cả. Nó mất áp suất rồi. Chắc là do về việc thay cục pin thôi. Rồi ok. Rồi tiếp theo sẽ là test cái phần camera xem thế nào nhé. Camera đằng sau đây. Xem là nó lấy nét ổn không. Em sẽ lấy cái gì đó để cho nó lấy nét. Nè. Flash đi xem thế nào nào.
Rồi, có flash luôn nhé. À, em sẽ thử quay phim một khoảnh khắc cho các bác xem cái phần trăm pin nó đang là 58% này, 58% nhé. Em sẽ thử quay trong vòng 2 phút bật flash. À khoan, thì em cài đặt cái camera lên 4K luôn, xem nó sẽ như thế nào nhé. Quay video này 4K 60fps luôn đó. Rồi quay thấy nó nguy hiểm, bật flash luôn xem nó mức độ nóng thế nào. Thôi đang là 58% nhé. Đây. Rồi ok các bác, em đang quay đây. Xem quay trong vòng 2 phút xem nó tụt bao nhiêu phần trăm nhé. Thì con iPhone 8 này em thấy cái chất lượng quay phim của nó cũng khá là ổn các bạn. Đây. Nói chung là cũng được. Đó, em quay một chữ cái bàn làm việc của em thôi, nhưng mà nó bàn làm việc nó hơi bừa bộn. Nghịch ngội nhiều, nó hơi bừa bộn. Ok các bác, tầm 1 phút rồi. Cứ quay đi, cho nó nóng đi. Tại vì cái bọn iPhone này khi mà nó nóng lên nó sẽ có thể phát sinh lỗi gì đó. Tất cả các điện thoại đều thế thôi. Đây, như em thấy cái phần này này nó nóng dần lên rồi, khá là nóng rồi đó. Thì em nghĩ là cái pin mà bác ấy mới thay như thế thì chắc là vẫn còn ổn thôi, trừ khi bác ấy thay cái pin quá đều. Rồi sẽ có nhìn rõ cái này nét gần đi nào. Vẫn nét, vẫn rất là nét các bạn, nó vẫn rất là nét. 1 phút rưỡi rồi. Rồi các bác xem cái clip này chắc là sẽ rất là ức chế, nhưng mà biết sao được, em cũng chỉ test theo cách bình thường thôi. Cho các bác nào mà chưa biết gì thì test những cái chức năng này cho nó, là các bác cũng thể kiếm được con máy nó ngon được khoảng tầm 70-80% rồi. Còn tất cả các thứ khác thì có thể là em cũng chưa biết, hoặc là phải tháo máy ra thì không nói đến nhé. Còn cái này thì thấy nó khá là ổn rồi. Đây, 1 phút 2 phút rồi nhé. Đúng 2 phút luôn. Rồi. Đây các bác. Thì từ 58% xuống còn 55%. Đó. Thế là mức tụt pin là khi mà quay 4K như thế là hơn 1% trong 1 phút. Thì em thấy là cái pin như vậy nó cũng có vẻ là hơi yếu rồi. Em cảm giác là hơi yếu rồi. Đấy, tuy nhiên thì pin thì các bác phải dùng mấy ngày nữa thì các bác mới biết được. Thì em thấy là pin con này cũng mới thay, nhưng mà em thấy là ở mức vừa phải thôi, không phải là mức pin còn quá trâu. À, em thấy là nó cũng ở mức ổn thôi. Đó, thì từ nãy giờ đã test được các bác là camera trước nữa sẽ test. Này, em sẽ đổi camera trước. Đây. À, có cả flash luôn. Ok, camera trước không vấn đề gì. Rồi, ok. Quên, còn cái camera màu nữa chứ. Đây, các bác thấy này, cái màu của camera này nó còn khá là đen và chưa xước. Đây, nó kỹ đi. Đó, các bác thấy không? Nó gần như chưa xước một chút nào. Nói chung là camera như này thì ổn. Cả camera trước nữa đây. Camera trước thì nó liên quan đến cái mặt kính lưng như thế này. À, kính trước thì nó hơi xước rồi. Các bác thấy không? Hơi xước rồi. Rồi, tuy nhiên thì cũng chấp nhận thôi, tại vì máy cũ mà. Thì em sẽ thử cái vân tay xem nó còn ok không nhé. Đây, thêm dấu vân tay này. À, vẫn em nghĩ này là còn rồi. Ok. Nữa. Hơi lồng hoàng nhỉ. Đó là ok. Bật mã thì là 1 2 3 4 5 6 7, 6 số 0 đi. Vẫn sử dụng rồi, 60 1 2 3 4 5 6, 6 số 0. Mở khóa. À, chưa bật này. À, sao đi các bác, dùng iPhone hơi ngu. Đó, ok. À, thì cái
vân tay còn rất là tốt. Rồi tiếp theo em sẽ test thêm về cái vấn đề cảm biến con quay hồi chuyển này xem, vân la bàn này này. Đó, thì các bác vào cái vân la bàn mà thấy cái này còn xoay á, khi bác xoay điện thoại mà cái này còn xoay thì nó còn ok nhá. Đó, ok ok này được. Đó, và tiếp theo xem là cái việc mà xoay màn hình nó còn ok không. Đây, vào cái phần không xoay à? Bây giờ bị mất ít nhạc các bạn. Chắc phải làm lại. Nói là nó còn xoay nha các bác. Đây nó còn xoay này. Đó, xoay này. Em tí nữa phải cắt cái đoạn nhạc này đi. Rồi ok. Nói chung là con máy này ấy, thì mà quên, cái rất là quan trọng nữa là cái việc mà xác định xem là cái máy này đã bị ép kính hay chưa. Thì cái lưng ấy, thì là em bảo đảm chắc chắn là lưng này nó là cái lưng zin nhé. Còn cái việc mà xem có máy này ép kính chưa ấy, thì các bác, tại vì con máy này màu đen ấy nó rất là khó nhìn, nhưng con máy là màu trắng ấy thì các bác có thể nhìn được cái viền, bốn cái viền ấy, viền trên, viền đen, viền cái viền đen nhỏ nhỏ giữa màn hình và cái phần khung viền cái thứ, phần kính cái thứ ấy, thì nó có đều nhau hay không, thì trên dưới trái phải đều phải đều nhau. Nhưng mà cái con máy màu đen ấy thì các bác rất là khó nhìn luôn, cho nên các bác phải dùng cái đèn pin khác các bác soi vào. Em có thể quay cái ở trong clip các bác không thấy được, nhưng mà như em soi kỹ lắm, em soi cái viền đen đây. Các bác bắt buộc phải, thứ nhất là bật cái màn hình này màu sáng lên này. Đấy, thứ nhất bật cái màn hình này màu sáng lên này, và các bác lấy cái đèn pin khác các bác soi vào, các bác soi vào đây này, rồi và các bác nhìn kỹ ở những cái cạnh này. Đấy, như em soi rồi, em thấy là viền con này, bốn cái viền của con này nó còn rất là cân bằng, chỉ là cái máy này nó chưa bị ép kính. Rồi ok, test cái con máy iPhone như thế là cũng khá là ổn rồi. Rồi ok, tiếp theo là sẽ test cái con pin Smart Aris này. Thì em đã cắm sim ở đây, em đã cắm sim cả hai cái sim rồi, cả hai cái khay sim ấy, thì là hai cái sim đều hoạt động bình thường, nghe gọi bình thường. Đấy, là thoại ok này, phím tăng giảm âm lượng ok này, loa ngoài ok này. Đó, các phím bấm ok, cái phím vân tay đây, em cũng đã cài cái vân tay rồi, thì vân tay vẫn ok nhé. Đó, có thấy không? Mở luôn, khá là nhạy, nhạy như kiểu cái bọn Sony các bạn, khá là ổn. Đó, test thử cái mic xem thế nào, ghi em xem nào. Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Ok, sẽ thử cái video xem là cái loa khi, cái mic kia nó ổn không. Đó, alo, 1, 2, 3, 4. Rồi, đẹp. Ui, tỏ quá. Rồi, âm thanh như thế các bác cũng có thể biết được là cái âm thanh nó đang ok. Nhưng mà cứ thử lại xem thế nào. Rồi, ok. Nó chỉ có loa, một loa dưới này thôi nhé. Loa này không phải loa stereo, loa chỉ loa thoại thôi. Rồi, về cái phần màn hình ấy, thì cái con này nó màn hình Full HD thôi, với cộng thì phải, nhưng mà cái đấy em không quan tâm. Em còn quan tâm là xem nó có bị ám ố gì không. Thì như em sử dụng một lúc rồi ấy, em thấy là cái màn hình nó đẹp, không vấn đề gì cả. Đó, không vấn đề gì luôn. Quay ngang quay dọc rồi nhìn xem nó có bị vấn đề gì không, nhưng không thấy gì. Xoay ok này, xoay ok. Đó, rồi thử cảm ứng xem nào. Cảm ứng này, ok các bạn, cảm ơn. Nói chung là con này còn mới lắm, chỉ bị một cái
cái vi cấn ở đây thôi, chứ còn tất cả các thứ đều rất là ngon. À quên, thử cái màn hình cảm biến tiếp cận xem nó có tắt không đã, không tắt thì vỡ mồm. À, ok, cảm biến tiếp cận ok này. Ok. Rồi, tiếp theo sẽ test cái phần camera và thử xem pin của nó luôn xem thế nào. Thì đây là cái camera sau này. Nó có cả góc rộng các bạn. À, góc rộng ok. Góc rộng này. Chuyển hơi chậm. Oh, đỡ luôn à. Chuyển mãng được này. Chân thao tác nhanh quá không kịp. Bật flash lên xem nào. Đó, có flash nha. Cái việc chuyển qua lại giữa hai cam con này khá lâu đây, các bác thấy này. Sang cam chính thì còn nhanh hơn, nhưng mà sang cam câu động khá là lâu, đó. Không biết đây phải là lỗi hay là VinSmart họ làm thế thì không rõ. Thôi rồi, cái đấy thì em nghĩ là do cái phần mềm thôi. Rồi, bây giờ em sẽ cài đặt cái, à quên, còn cam trước nữa. Cam trước đây. Ok các bác, đây là cái cam trước này, mình dùng được nhé. À, thì tiếp theo sẽ thử cài cái video lên 4K xem là chỗ nào nhỉ. Đây, kích thước video sau 4K luôn rồi, và sẽ bật flash nữa, và sẽ cũng thử quay xem trong 2 phút xem thế nào. Rồi, bây giờ xem nó đang bao nhiêu phần trăm này. À, chỗ này nó chưa bật phần trăm pin các bạn. Em sẽ vào phần pin và sẽ bật cái phần trăm pin lên. Đó. Rồi ok các bác. Thì đây là đang, đây không nhìn thấy, 42% mà không nhìn thấy gì các bác. Đây, 42% nhé các bác nhé. 42%. 42%. Đấy, chỗ này nó vào đúng cái màu trắng khó nhìn quá. Để xoay màn hình nào. Đây các bác. À, 42% nhé. Bật camera 4K, bật flash luôn. Quay 2 phút xem thế nào. Rồi em đang quay đây. À, như em đang quay đây thì em thấy là cái chất lượng thì không phải nói, nhưng mà cái độ chống rung của cái con này không được ổn cho lắm. À, video khá là giật này. Mặc dù tay em đưa khá là ổn đấy, nhưng mà cái video khá là giật. Đó. Còn chất lượng thì em thấy cũng nói chung là cũng ổn, nhìn hơi hơi sai màu so với thực tế một tí các bạn. À, như các bác nhìn thấy cái quận là băng keo màu xanh lá cây kìa, thì ở trên cái màn hình của cái con này nó xanh hơn hẳn luôn ấy. Này, nhìn gần theo các bác nhìn thấy được đó, các bác nhìn thấy không đó, đó nó xanh hơn hẳn luôn. Các bác cũng phải nhìn thực tế mới thấy được. Đây, thử cái màu này nữa xem nào. Cái màu xanh xanh này so với hình đấy, đấy nó cũng rực rỡ hơn rất là nhiều. Cái màu xanh kia nó hơi tối hơn. Đó. Còn cái màu này thì nó có thể là do cái ánh điện, nhưng mà em nghĩ không phải như thế đâu. Nó vẫn có thể sai màu thì các bạn. Tại vì em nhìn thấy cái con iPhone của anh nó khác hơn. Nó khác hẳn ấy. Ôi, và cái con này nó rất là nóng luôn. Quay 4K này. Quay 4K cái phần này này. Cái phần này bật flash nữa. Quay 4K cái phần này rất là nóng. Nó rất là nóng luôn. Rồi, xem mấy phút rồi. À, sắp được 2 phút rồi. Nóng, nói chung là con này quay khá là nóng. À, rít. Nói chung là Aris với LG thì cũng hẹo rồi, cho nên là cũng chả có gì để đánh giá cả. Thực ra là em cũng, cái thiết kế của con Aris này em thấy nó không có gì đặc sắc cả, em cũng không có cái cảm hứng gì để mà đánh giá nó cả. Rồi, 2 phút. Thế đây, các bác có thể thấy này, từ 42, hôm nay là 42, giờ xuống 40 rồi, thì là mất 2%. Thì là nó còn tốt hơn cái pin của cái con iPhone 8 vừa rồi em test. Con iPhone 8 vừa rồi qua cái 2 phút thì mất những 3%. Còn cái con Aris này thì mất có 2% thôi. Thì pin của nó còn rất là ổn. Thì nói chung cái con
tarif này bình thường, nó không có gặp cái lỗi gì cả, ngoại trừ cái vết cấn này thôi, còn tất cả các thứ đều bình thường hết. Thì hai cái con này, hai cái bác đang định là giao lưu ngang với nhau thì tùy các bác thôi nhé. Thì nếu mà để đánh giá về về cá nhân của em ấy, thì em vẫn sẽ thích dùng con iPhone 8 này hơn. Nếu như mà nó mới hơn được tí nữa ấy, thì sẽ ổn hơn, nhưng mà con iPhone 8 này là hơi cũ, nó không phải hơi cũ mà nó hơi xước ấy, cảm giác nó không được đẹp cho lắm nữa, nhưng mà đấy tùy hai bác thôi. Ok, chào các bác.